Xin chào các bạn đến với kênh YouTube Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân. Hôm nay thì Hòa sẽ cùng với các bạn để chia sẻ và có một cái bài học cực kỳ là hữu ích dành cho các bạn, đó chính là 7 bước xây dựng nội dung blog tài chính chuyên sâu. Và đây là một trong những cái nội dung mà Hòa cũng đã ấp ủ từ lâu để mà chia sẻ cùng với các bạn. Chúng ta sẽ đi vào các cái phần trong cái bài học ngày hôm nay nhé. Nội dung của chúng ta sẽ gồm có 3 phần ạ. Một là lý do phải xây dựng một cái blog tài chính chuyên sâu. Thứ hai là gì? 7 bước để xây dựng một cái blog tài chính chuyên sâu như thế nào. Thứ ba đó chính là thực hành để làm các cái nội dung như vậy. Và nó khá là chi tiết các bạn nha. Xin chào các bạn đến với chương trình Học kiến thức tài chính cá nhân miễn phí. Chương trình được phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền của tôi Official. Để tìm kiếm các cái video mới nhất trên kênh YouTube Tiền của tôi Official, bạn vào YouTube và gõ từ khóa Tiền của tôi để nhận được các cái video đăng sớm nhất. Bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông thông báo các bạn nhé. Nội dung đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn ba cái lý do mà phải xây dựng blog tài chính chuyên sâu. Lý do thứ nhất là gì? Thứ nhất là chúng ta giúp được cho người dùng hiểu rõ về cái sản phẩm tài chính mà mình giới thiệu cho người dùng. Đó. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình giữ vững và tăng traffic từ khách hàng cũ. Khi mà có những cái nội dung chuyên sâu, ví dụ như một cái sản phẩm mình có 20 đến 30 nội dung chuyên sâu thì khách hàng sẽ đọc thường xuyên các cái nội dung của bạn. Đó, bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà bạn chỉ có một nội dung thì khách hàng đến blog của bạn và khách hàng sẽ dễ dàng đi và quên bạn luôn. Nhưng nếu các bạn có rất nhiều nội dung thì khách hàng sẽ ở lại với bạn và đọc liên tục các cái nội dung của bạn. Vậy là bạn sẽ có traffic khách hàng đều đặn hàng ngày đúng không ạ? Và chính cái việc mà bạn có nhiều nội dung như vậy thì cái lượng traffic của các bạn cũng sẽ tăng dần theo thời gian, bởi vì là sao? Google họ sẽ đánh giá xếp hạng của bạn sẽ cao hơn. Tiếp nữa là gì? Tăng chuyển đổi khách hàng cho blog. Mình thấy rằng là khi mà mình viết chuyên sâu như vậy, tức là mỗi một sản phẩm mà mình viết chuyên sâu thì các cái lượng khách hàng của mình tăng lên rất là nhiều các bạn ạ. Ngày xưa ấy thì là mình chỉ viết có mỗi một sản phẩm mình chỉ viết có hai ba bài thôi liên quan đến sản phẩm đó, nhưng mà cái lượng khách hàng nó sẽ không được nhiều, thực sự là như thế. Và sau đó thì mình thay đổi cái cách thức làm thì mình đã viết rất là chi tiết đến từng các vấn đề của cái sản phẩm đó, và cái lượng khách hàng tăng lên đáng kể các bạn ạ. Phần thứ hai thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 7 bước xây dựng nội dung cho cái blog tài chính. Đây là một phần quan trọng, cực kỳ quan trọng trong cái bài học này, và mình muốn các bạn hãy tập trung để mà theo dõi các cái nội dung trong cái phần chia sẻ của mình nhé. Bước đầu tiên là gì ạ? Mình sẽ tìm kiếm các cái sản phẩm, các cái chương trình tiếp thị liên kết sản phẩm tài chính phù hợp đây. Bước thứ hai là gì? Mình sẽ phải trải nghiệm các cái sản phẩm tài chính đó. Và bước thứ ba là gì ạ? Mình phải xây dựng được cái danh mục nội dung cho cái sản phẩm tài chính đó. Bước thứ tư là gì? Mình sẽ bắt đầu, sau khi có sản phẩm nội dung rồi thì mình sẽ triển khai các cái nội dung cho sản phẩm tài chính này. Bước thứ năm là mình sẽ phân phối nội dung các sản phẩm tài chính như thế nào để cho nó hiệu quả và đến được rất nhiều người. Và bước thứ sáu là mình sẽ thực hiện hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm tài chính. Bước thứ bảy là gì? Nhận thu nhập thụ động từ khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính. Đó, đây là 7 bước mà mình sẽ thực hiện để xây dựng nội dung cho blog tài chính. Và cách mà mình đang làm với blog tài chính cá nhân tiền của tôi đấy các bạn ạ. Và mình muốn chia sẻ lại cái trải nghiệm, cái kiến thức này
tới các bạn, bởi vì là thực sự là mình đã làm có hiệu quả rồi và mình mong muốn các bạn cũng sẽ làm được như vậy. Bước đầu tiên chúng ta sẽ làm đó chính là tìm kiếm một chương trình tiếp thị liên kết phù hợp và hiệu quả nhất. Bước đầu tiên này là một cái bước định hướng và một bước thực sự là mình theo mình nghĩ là rất là quan trọng đối với mỗi bạn. Thế thì khi mà tìm kiếm được một cái chương trình tiếp thị liên kết này thì bạn sẽ có được rất nhiều thứ để mà các bạn viết mà bạn có thể là đi xa được với nó. Thế thì mình phải có được những cái nguyên tắc, những cái bước mà mình lựa chọn một cái chương trình tiếp thị liên kết phù hợp, hiệu quả. Thì theo đánh giá của mình thì mình sẽ có các cái nguyên tắc như sau. Đó, thì có 5 nguyên tắc để chọn một cái chương trình tiếp thị liên kết. Thứ nhất là gì? Mình sẽ chọn các cái chương trình tiếp thị liên kết của các cái đối tác lớn, uy tín và phải thực sự minh bạch. Thứ hai là mình sẽ chọn các cái sản phẩm tài chính phải cạnh tranh trên cái khía cạnh nào đó, phải cạnh tranh. Đó, và thứ ba nữa là gì? Mình phải chọn các cái sản phẩm tài chính mà giúp cho người dùng tiết kiệm được tiền hoặc là kiếm được thêm thu nhập. Đây là một cái cũng khá là mới đấy các bạn ạ. Cái thứ tư là gì? Đối tác phân phối các sản phẩm tài chính online, tức là gì? Các cái đối tác mà mình sẽ hợp tác để phân phối ấy, thì họ sẽ phải phân phối các sản phẩm của họ là online là chủ yếu. Thì như vậy thì việc mình kết hợp là mới thuận tiện được, bởi vì là mình bán trên blog là mình bán online mà các bạn. Đó. Và cái nguyên tắc thứ năm là gì? Chương trình tiếp thị liên kết có hoa hồng trọn đời trên mỗi khách hàng giới thiệu. Đây là một trong những cái nguyên tắc rất là quan trọng đối với mình. Nếu mà trong trường hợp mình giới thiệu khách hàng mà khách hàng đấy không được trọn đời thì có phải là mình khi khi mà mình giới thiệu tiếp mình sẽ bị vất vả các bạn ạ. Bởi vì sao? Bởi vì một khách hàng nó sẽ sử dụng nhiều lần, tái sử dụng. Mà nếu các bạn chỉ giới thiệu được một lần thì có phải là cái chi phí các bạn bỏ ra nó quá là bèo không? Đúng không ạ? Chính vì vậy mà mình sẽ chỉ tìm những cái chương trình tiếp thị liên kết có hàng trọn đời trên khách hàng đó thôi. Chúng ta sẽ sang cái bước thứ hai nha. Trải nghiệm sản phẩm tài chính. Ồ, đây là một trong những cái bước mà mình cho rằng nó rất là quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất trong các bước. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình không sử dụng sản phẩm tài chính đó thì làm sao mình hiểu sâu được về nó và nói cho người khác hiểu được về các cái sản phẩm đó được, đúng không ạ? Mình phải hiểu rồi, mình tin nó rồi thì mình mới nói được chứ. Thế thì rõ ràng là mình phải sử dụng cái sản phẩm tài chính đó các bạn ạ. Đó, thì đấy là một cái kinh nghiệm của mình chia sẻ. Và khi mình nói thì rõ ràng là nó sẽ rất là chính xác và là chân thật được các bạn ạ. Chúng ta sẽ đi sang một cái bước thứ ba nhá. Xây dựng danh mục nội dung sản phẩm tài chính. Trước khi viết thì chúng ta sẽ phải có được danh mục nội dung sản phẩm tài chính các bạn nhá. Ok, vậy thì chúng ta sẽ phải trả lời được những câu hỏi why, what, where, how, tại sao, là gì, ở đâu và như thế nào. Đó. Lý do tại sao tôi phải sử dụng sản phẩm này, sản phẩm này là gì, tôi phải hiểu nó như thế nào và tôi sử dụng cái sản phẩm đó ở đâu nhỉ, đúng không ạ, và cách thức tôi sử dụng như thế nào. Thì đấy là những cái câu hỏi mà luôn luôn đối với mỗi khách hàng đều phải trả lời được cho họ khi mà giới thiệu một sản phẩm tài chính. Và ngoài ra có một kinh nghiệm mà thực sự là xương máu đối với Hòa, đó chính là gì? Là chúng ta phải đi trên cái hành trình tìm hiểu và sử dụng sản phẩm của khách hàng. Đầu tiên là gì? Khách hàng phải tìm hiểu sản phẩm, đúng không? Bạn sẽ phải viết các bài để cho họ hiểu, tìm hiểu về sản phẩm. Thứ hai là gì? Khách hàng so sánh và đánh giá sản phẩm. Bạn sẽ phải viết được các bài về so sánh, đánh giá, review về sản phẩm. Và cái thứ ba là gì? Khách hàng muốn đăng ký và sử dụng sản phẩm như thế nào thì bạn sẽ phải viết các cái bài liên quan đến đăng ký và sử dụng sản phẩm và kết thúc cái sản phẩm đó như thế nào.
Đó, thì các bạn sẽ phải hỗ trợ cho khách hàng chữ đúng không ạ? Để họ kết thúc cái sản phẩm của mình một cách là gì? Hài lòng nhất. Thế thì ở cái bước 1, bước 2, bước 3 thì bạn có chuyển đổi, nhưng ở cái bước 4 thì làm sao bạn có chuyển đổi được, đúng không ạ? Tuy nhiên là bạn sẽ có được traffic, đúng không ạ? Bạn không có chuyển đổi nhưng bạn có traffic. Và thứ hai, những khách hàng cũ của bạn thì họ sẽ được chăm sóc một cách tốt nhất, bởi vì bạn cho họ tất cả những cái kiến thức nội dung mà họ cần để khi sử dụng đối với một sản phẩm. Hãy viết chi tiết tỉ mỉ và chân thành các bạn nha. Đó, và có một yếu tố rất là quan trọng các bạn biết là gì không? Để mà triển khai nội dung được chuyên sâu thì không thể thiếu được cái yếu tố như thế này. Đó chính là tính kiên nhẫn. Các bạn phải thực sự là kiên nhẫn và nhẫn lại để viết các cái nội dung chuyên sâu này. Với 30 nội dung có khi các bạn phải triển khai cả tháng các bạn ạ. Một phải triển khai cả tháng đấy. Nếu mà các bạn không kiên nhẫn để làm một sản phẩm trong một tháng thì làm sao mà các bạn có thể làm chuyên sâu được? Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng và các bạn phải rèn được cái tính kiên nhẫn này. Và khi viết blog thì mình cũng đã rèn cho mình cái tính kiên nhẫn như vậy. Mình viết, mình rèn kiên nhẫn. Một sản phẩm của mình viết hàng tháng đấy ạ. Hàng tháng trời mới xong được một cái sản phẩm. Mình dùng nó trong vòng nửa năm đến một năm và mình viết trong vòng một tháng. Đó, các bạn có thể hiểu được là thực sự là rất kiên nhẫn ở cái chỗ này. Chúng ta sẽ đến cái bước số 5. Đó chính là phân phối các cái nội dung sản phẩm tài chính của mình. Đây là một bước mình cho rằng cũng khá là quan trọng. Khi mình viết xong rồi đúng không ạ? Thì mình phải biết cách phân phối các cái sản phẩm đó, mình phải biết cách giới thiệu và quảng bá các cái sản phẩm đó chứ. Thế thì làm như thế nào để mà giới thiệu các cái sản phẩm của mình tới cộng đồng đúng không ạ? Ok, vậy thì chúng ta sẽ phải đăng và chia sẻ các cái nội dung của mình trên các cái kênh. Kênh gì ạ? Ok, một là cái blog. Hay ạ, một là blog ạ, là cái website của các bạn đấy. Hai là gì? Ngoài blog ra chúng ta sẽ phải đăng lên group Facebook này, đăng trên fanpage này, đăng trên YouTube và đăng trên postcard. Blog thì chúng ta sẽ đăng toàn bộ các nội dung rồi đúng không ạ? 30 nội dung, 20 nội dung bạn viết thì bạn sẽ phải đăng lên đây, đăng chi tiết. Nhưng group thì bạn có thể viết các cái bài chia sẻ, giới thiệu từng phần một thôi. Đó. Và không phải là bạn copy toàn bộ cái nội dung của cái bài trên blog của bạn, bạn đăng lên mà bạn sẽ chọn lựa, hoặc là bạn có thể có những cách viết để bạn giới thiệu một phần nào đó để dẫn họ vào đọc các cái nội dung của các bạn, đúng không ạ? Fanpage cũng như vậy, và trên YouTube thì bạn có thể làm một vài các video giới thiệu với các nội dung của bạn. Đó, hoặc một vài các nội dung liên quan. Đó, và cái postcard đúng không ạ? Postcard cũng hay quá, bởi vì postcard bây giờ rất nhiều người sử dụng rồi. Vì là ăn tối hoặc là lúc mọi người nấu ăn, mọi người có thể nghe và bạn có thể lồng ghép vào cái nội dung của các bạn. Nhưng tóm lại tất cả cái kênh này để đều truyền tải được về cái blog của các bạn. Thì khách hàng ở trên Google sẽ tìm kiếm ra web của bạn thông qua blog này, khách hàng trên YouTube này, khách hàng trên Facebook này, trên mạng xã hội và trên podcast, mọi người sẽ tìm kiếm để ra được cái nội dung của các bạn. Nhớ nha, hãy phân phối các nội dung của bạn trên tất cả các kênh, làm sao để mà khách hàng tìm đến ít nhất được một cái bài viết trên cái blog của các bạn. Chúng ta sẽ sang bước số 6 là hỗ trợ khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính. Đây là một cái bước mà giúp sự kết nối của bạn với khách hàng trở nên chặt chẽ hơn. Đó, thế thì khách hàng sẽ comment trên các cái bài viết của các bạn thường xuyên, và mình nhận được rất nhiều các comment của khách hàng đấy ạ. Và mình phải tích cực trả lời nhanh nhất các cái bình luận của khách hàng các bạn nha. Tiếp theo nữa là gì? Thời gian đầu thì có thể support khách hàng qua inbox riêng, nhưng hạn chế thôi các bạn nha. Đó chính là cái cách thức mà mình đang hỗ trợ và cho khách hàng sử dụng các sản phẩm tài chính, và mình đã gắn kết và kết nối với khách hàng nhiều hơn, và qua những cái kết nối đó thì khách hàng cảm thấy là có sự gần gũi hơn và thường xuyên vào blog của mình hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái bước số 7 là gì? Nhận thu nhập thụ động từ khách hàng dùng sản phẩm. Bước này thì bạn sẽ phải làm gì ạ? Bước này các bạn chỉ như thế này thôi ạ. Cười và nhận thu nhập thụ động về tài khoản thôi, có phải làm gì đâu ạ. Ok, thực ra thì sẽ có một số các cái công ty
mà bạn sẽ phải được nhận tiền qua ngân hàng, rút tiền ở tài khoản ngân hàng thì ở các đối tác nước ngoài. Tuy nhiên thì hầu hết bây giờ hầu hết các đối tác nước ngoài, kể mình làm đối tác nước ngoài thì cũng chỉ nhận qua tài khoản ngân hàng thôi, và họ chuyển thẳng vào tài khoản cho mình rất là dễ. Ok, vậy là mình đã hoàn thành 7 bước để xây dựng nội dung cho blog tài chính rồi. Chúng ta sẽ điểm lại 7 nội dung đó là gì nhá. Bước 1 sẽ chính là tìm kiếm các cái chương trình tiếp thị liên kết sản phẩm tài chính phù hợp này. Thứ hai đó là gì? Trải nghiệm các sản phẩm tài chính này. Thứ ba là xây dựng các cái danh mục nội dung cho sản phẩm tài chính này. Bước số 4 là gì? Triển khai làm nội dung cho sản phẩm tài chính này. Bước số 5 là cách thức phân phối nội dung sản phẩm tài chính. Bước số 6 là gì? Hỗ trợ khách hàng sử dụng sản phẩm tài chính. Bước số 7 là nhận thu nhập thụ động từ khách hàng sử dụng sản phẩm tài chính. Vậy là bạn đã có một cái kiến thức lý thuyết cơ bản 7 bước xây dựng nội dung chuyên sâu trong blog tài chính. Và cái phần thứ ba rất là quan trọng, mình muốn giúp các bạn hiểu rõ được những cái chia sẻ của mình và mình đang làm thực sự như thế nào để các bạn thực hành để xây dựng nội dung cho một sản phẩm tài chính cụ thể đó, và mình sẽ lấy ví dụ để các bạn thực hành nha. Và bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ minh họa cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ phân phối cái sản phẩm đầu tư tiền điện tử trên nền tảng eToro. Vậy thì các cái nội dung mà các bạn sẽ phải viết là gì, đúng không ạ? Đây là mình sẽ lấy một cái ví dụ mẫu thôi, nó ngắn gọn như này thôi. Ví dụ những câu hỏi này, what này, eToro là gì, eToro có lừa đảo không, Bitcoin là gì, danh sách các loại tiền điện tử trên eToro, hay là biểu phí đầu tư trên eToro là gì, điều kiện để trở thành nhà đầu tư trên eToro, hoặc là các cái hồ sơ cần thiết để mở tài khoản eToro, hay các cái câu hỏi why này, so sánh đầu tư tiền điện tử trên eToro với các kênh đầu tư khác, ưu điểm và nhược điểm khi đầu tư trên eToro, hay là đánh giá hiệu quả khi đầu tư trên eToro đó. Câu hỏi que này, các kênh giao dịch mua Bitcoin trên eToro như thế nào, rồi các cái cách mua Bitcoin online ở đâu đó, rồi có rất nhiều các kênh để mình dẫn người dùng người ta đến cái bài viết của các bạn để mua được Bitcoin trên eToro. Câu hỏi how này, làm thế nào để mở tài khoản đầu tư trên eToro, làm thế nào để rút tiền đầu tư trên eToro, làm thế nào để mà nạp tiền vào tài khoản đầu tư trên eToro, làm thế nào để mà mua Bitcoin được 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 với giá tốt nhất, vân vân, rất nhiều câu hỏi. Thế thì đấy là những cái câu hỏi mà khách hàng người ta sẽ thường xuyên hỏi, và bạn có thể viết chi tiết được. Sau đó thì quan trọng nhất ở đây là các cái đánh giá nhận định và chia sẻ của các bạn về cái kênh đầu tư trên eToro này. Đấy, thì mình có thể lấy cho các bạn thêm nhé một cái ví dụ mà mình đang làm. Các bạn vào cái trang tiền của tôi.vn của mình nhé, thì mình sẽ lấy hai cái ví dụ mà mình đang làm này. Ví dụ như cái sản phẩm đầu tư chung bất động sản tại Real Estate, thì mình cũng viết khá là nhiều các cái thông tin cần biết trước khi đầu tư Real Estate này, rồi các phân tích đánh giá, rồi các cái lời khuyên để đầu tư cho nhà đầu tư này, rồi các cái sản phẩm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại Techcom Securities nhé. Thì mình có tới 26 các bài học các bạn ạ. Thì các bạn có thể vào đây các bạn xem này. Đấy, các cái nội dung mà mình viết, và các bạn có thể tham khảo các cái nội dung như thế này để các bạn làm cái đầu mục cho mình khi viết các sản phẩm mà các bạn sẽ triển khai phân phối đó. Thì đây là những cái nội dung căn bản cơ bản, thì mình cũng có rất nhiều các cái nội dung chuyên sâu đánh giá để mình viết, thậm chí là mình tổng hợp mình tạo ra các cái ebook đó, các cái báo cáo trải nghiệm để mà cho người dùng. Có thể là muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì người dùng có thể là vào đây mua các cái báo cáo của mình đó, thì các bạn là vừa bán được sản phẩm vừa bán được các cái sản phẩm trí tuệ của các bạn đó. Ok, vậy là mình đã chia sẻ xong 7 bước xây dựng các nội dung blog tài chính cho các bạn để mà có được những cái nội dung chuyên sâu nhất khi mà giới thiệu tới người dùng để mà có thể bán được các cái sản phẩm tài chính theo cái hình thức tiếp thị liên kết các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và rất mong nhận được những cái trao đổi chia sẻ cùng các bạn ở dưới cái video này. Chúc các bạn sẽ luôn luôn thành công và luôn luôn gặp được nhiều những may mắn, luôn luôn có những niềm vui từ những cái blog của mình. Xin tạm biệt các bạn nha.